Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử đường dây mua bán thận xuyên quốc gia do một đối tượng nữ cầm đầu. Các bị cáo đều bị truy tố cùng tội là mua bán bộ phận trên cơ thể người. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong vòng 2 ngày. Theo cáo trạng năm 2009, khi đi ghép thận tại Trung Quốc, tôn nữ Thị Huyền quen biết đoàn thành nhân, người Việt chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia. Cuối năm 2016, Huyền sang Campuchia thì gặp nhân. Nhân dù Huyền tìm mối bán thận cho bác sĩ tên Trần, theo thỏa thuận, Trần sẽ trả cho Huyền từ 15 đến 17 000 USD một quả thận. Quay về Việt Nam, Huyền đã dụ dỗ nhiều người tham gia và được dây mua bán thận của mình. Thông qua mạng xã hội, nhóm của Huyền đã tìm được và đưa những người bán thận đến các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm. Khi các chỉ số phù hợp, Huyền tổ chức đưa những người này sang Campuchia làm phẫu thuật cắt bán thận. Xong việc, người bán thận sẽ được nghỉ dưỡng tại bệnh viện 12 ngày. Sau đó họ đưa về nước và nhận thù lao 200 đến 210 triệu đồng từ Huyền. Theo điều tra, từ tháng 4 năm 2017 đến ngày 21 tháng 1 năm 2019, nhóm của Huyền đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa 37 người sang Campuchia cắt ghép thận.